nay mình cải cách lại cái hệ thống xử lý nước nhanh này á. Cái hệ thống này nó chiều dài 105 m nha mọi người, ngang 3.5. Cái hệ thống này vệ sinh rất dễ dàng, trong vòng 1 tiếng đồng hồ vệ sinh xong cái hệ thống xử lý nước chanh này. Đây là PKC. Đây là mình thuốc tím, cà lo. Ở đây nó trong dần dần nè. Tạo nó gớt cái đá hết trồng vào sẵn sàng.